Kính chào quý khán giả, các nhà hảo tâm đang đến với chương trình Cảm thông và chia sẻ do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang phối hợp thực hiện. Quý khán giả, các nhà hảo tâm thân mến, bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ HIV từ người chồng vừa mới mất, thường hai đứa con còn nhỏ dại, chị Thị Nhanh ở ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ráng gượng sống qua ngày bằng số tiền kiếm được nhờ đi bán vé số. Giờ đây gia đình chị đã qua cơn bỉ cực khi hàng trăm nhà hảo tâm gần xa đã đến để chia sẻ với chị. Mời quý khán giả theo dõi ở phần tiểu mục chia sẻ mở đầu cho chuyên mục hôm nay. Ở xã Dục Sâu, Xà Phiên của huyện Long Mỹ, cái nghèo vẫn còn hiện diện ở khắp nơi. Không mảnh đất cắm dùi, không nghề nghiệp ổn định. Cuộc đời của chị Thị Nhanh bắt đầu và gắn liền với hai cái không đó. Nhưng mà thuốc đó thì em phải lãnh. Năm 2012, chị Thị Nhanh gặp anh Quỳnh Quốc Khanh khi hai người làm chung ở một cơ sở sản xuất bánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thấy anh hiền và chăm chỉ làm ăn, lại biết là ở dưới quê cũng gần nhà nhau, vậy là anh chỉ cưới nhau và bọc chóng về quê anh ở xã Xà Phiên để lập nghiệp. Đầu năm ngoái, anh đi khám bệnh và phát hiện mình bị nhiễm HIV đến giai đoạn S. Trẻ thôi, nhưng đây là lần đầu tiên tham gia theo mấy cô Bạch Chi của đại hội đó. Đi theo chương trình này, thấy chương trình này rất hay, ý nghĩa. Tại gia đình chị Nhanh đây cũng rất là tội nghiệp. Thì qua chương trình này tôi mong là các những người hảo tâm với cộng đồng đồ đó đừng có phải nên ủng hộ chị, động viên chị, đừng có xa lánh gia đình chị để cho chị có thể vượt lên nuôi sống hai em nhỏ. Khi được số tiền này tôi cũng gắn sống nuôi con hai đứa con cho nó nên rồi nó ăn học với người ta. Giờ cũng như chết đi mà sống lại, em cũng gắn có tinh thần mà phấn chấn nuôi hai đứa con. Điểm mới trong các chương trình cảm thông và chia sẻ thời gian gần đây là lồng ghép tuyên truyền các chính sách nhân đạo của nhà nước, quy định pháp luật hiện hành tùy theo từng trường hợp cụ thể của gia đình nhân vật để tuyên truyền. Lần này có sự góp mặt của đại diện Trung tâm Phòng chống HIVS tỉnh Hậu Giang, vừa tham gia giúp đỡ cho gia đình chỉ nhanh, vừa tuyên truyền những kiến thức về các bệnh HIVS đến người dân. Qua cái buổi tiếp xúc hôm nay thì tôi thấy rằng với cái tổ chức cái chương trình này thì rất là có ý nghĩa.
đối với xã hội mà đặc biệt là với những cái hoàn cảnh khó khăn. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái dịp rất là tốt để Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hậu Giang có cái dịp để nói rõ hơn mà tất cả bà con hiểu được cái căn bệnh HIV/AIDS nó không phải là một cái bệnh căn bệnh thế kỷ như mọi người lầm tưởng, mà nó chỉ là một cái bệnh mãn tính. Và hiện nay đã có những cái loại thuốc hỗ trợ điều trị để bệnh nhân có thể khỏe mạnh. Thưa quý khán giả, các nhà hảo tâm thân mến, cũng là một người mẹ đơn thân, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Ngọc ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang gắn liền với bất hạnh. Chị phải gánh chịu những cơn đau từ căn bệnh ung thư đường ruột. Bệnh tật, nhưng chị Ngọc vẫn cố gắng nỗ lực vươn lên từng ngày để nuôi dưỡng hai đứa con của mình khôn lớn. Ngày hôm nay, xin được kính mời quý khán giả chia sẻ nhiều hơn với hoàn cảnh của chị trong tiểu mục Cảm thông kỳ này. Con gái em là Nguyễn Thị Ngọc, năm nay 31 tuổi. Sau này em sanh cho anh rồi, cái cho em rồi ông bỏ em, rồi em sanh để ông mình lên, rồi về đây ngồi cho chút lĩnh, rồi cho 20-30 chị đó, rồi gom lại đi sanh. Con cái thì nó còn nhỏ quá, rồi người chồng thì không có bên cạnh, rồi nhà cửa thì không có tiền bạc, thì lúc đó chị cảm giác chị như thế nào? Câu chuyện chỉ mới bắt đầu bằng những kỷ niệm cũ mà chị Ngọc đã không cầm được nước mắt. Nỗi đau sâu kín trong tận đáy lòng của chị đã chẳng thể sẻ chia cùng ai. 10 năm trước, hạnh phúc gia đình mong manh đã hoàn toàn tan vỡ khi chồng chị thường xuyên vắng nhà. Rồi dần dần cũng không về nữa. Lúc đó chị đang mang bầu đứa con thứ hai. Càng suy sụp hơn khi chị biết tin mình bị bệnh ung thư đường ruột. Con gái sống mà chị em của mẹ có nằm đêm với mẹ có nằm xuống đó thì con ấy con gác lo cho em con nghe cho anh. Em nghĩ quãng đêm nào cũng khóc với hai đứa con ăn ngủ với hai đứa nhỏ cho nó ấy, cho nó lớn khôn, như biết hai chị em nó nương qua nương lại mà sống mà nuôi. Mẹ ở lại với con, đừng bỏ con rất là sợ mẹ mất. Tại vì mẹ mất mẹ không có lo cho con được, con nhớ mẹ. Mày mày ơi. Thiếu trắng đàn ông, mọi việc lớn nhỏ đều đổ lên vai của người phụ nữ đang ngày càng ốm o, gầy mòn vì bạo bệnh. Có lẽ vì vậy mà căn nhà dù cũng chẳng mạnh lành hơn chủ của nó bao nhiêu, nhưng cũng cố gắng đèo bọc, đeo mang, che chở cho những phận người bên trong đó. Ngôi trường này, hơn 300 học sinh, thì đã có 70 em được chứng nhận là thuộc hộ nghèo. Trâm Anh học lớp 2A được nhiều người biết đến bởi gia đình em thuộc diện nghèo hơn trong những hộ nghèo. Con học trò này là rất là đáng thương, là thấy hoàn cảnh em rất là khó khăn, đi vô đến tận gia đình thì nhà nghèo lắm, không có gì hết trơn, chỉ có một cái bộ vạc mà em ngủ bằng đêm phải là văng vẳng ngủ. Em mà nghèo nhưng mà em cố gắng học, rồi cũng có khi là dạy cái bài đạo đức đó, có giáo dục em đó, thì em nói rằng em cố gắng học để sau này phụ lo bệnh cho mẹ. Hành trình đi tìm tri thức của cô học trò nhỏ này không bằng phẳng như con đường mà em đạp xe đi học mỗi ngày. Cành cảnh trong tâm hồn thơ trẻ ấy là một ước muốn duy nhất tới tổn cùng. Con thấy gia đình khó khăn, con cố gắng học giỏi.
cố gắng học để cho mẹ vui. Con thấy mẹ quậy gì đó, con rút gì có tiền để chữa bệnh mẹ. Mỗi một hoàn cảnh mà chương trình cảm thông và chia sẻ đi qua đều là một sự trăn trở, lựa chọn kỹ lưỡng để tấm lòng của nhà hảo tâm gần xa được đặt đúng người, đúng nơi cần giúp đỡ. Hoàn cảnh của chị Ngọc không khó để chúng tôi lựa chọn, bởi mỗi một ngày trôi qua, sức khỏe của chị Ngọc lại càng yếu dần đi. Thương lắm hai đứa con của chị. Quý khán giả và các nhà hảo tâm thân mến, quý khán giả có tấm lòng thơm thảo giúp đỡ cho gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, hãy liên hệ với những người thực hiện chương trình. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của quý khán giả. Chương trình sẽ tổ chức trao quà cho gia đình của chị Ngọc vào sáng ngày 8 tháng 5. Mời quý khán giả, các nhà hảo tâm tham dự. Còn bây giờ, chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.